Mục vụ Tin và Sống xin kính chào quý vị. Hôm nay mời quý vị lắng nghe câu chuyện đức tin, tựa đề Khái niệm về Thiên Chúa. Có hai bé ở trong cùng bụng mẹ. Một đứa hỏi đứa kia: "Bạn có tin vào cuộc sống sau khi được sinh ra không?" Đứa kia trả lời: "Dĩ nhiên rồi. Vậy có một cái gì đó sau khi được sinh ra? Có lẽ chúng ta ở đây để chuẩn bị cho những gì chúng ta sẽ trở thành sau này." "Vớ vẩn," đứa thứ nhất nói. "Không có cuộc sống sau khi sinh ra. Đó sẽ là cuộc sống như thế nào chứ?" Đứa thứ hai nói. "Tôi không biết. Nhưng sẽ có nhiều ánh sáng hơn ở đây. Có thể chúng ta sẽ đi bằng hai chân, ăn bằng miệng của mình. Có thể chúng ta sẽ có những giác quan khác mà bây giờ chúng ta không thể hiểu được." Đứa thứ nhất bảo: "Thật vô lý. Bước đi là không thể nào rồi, còn ăn bằng miệng à? Lố bịch. Dây rốn cung cấp dinh dưỡng và mọi thứ chúng ta cần, nhưng dây rốn quá ngắn. Vì vậy cuộc sống sau khi sinh ra phải được loại trừ là hợp lý." Đứa thứ hai khăng khăng: "Tôi nghĩ có cái gì đó, và có lẽ nó khác ở đây. Có lẽ chúng ta sẽ không cần đến sợi dây rốn này." Đứa thứ nhất trả lời: "Thật vớ vẩn. Hơn thế nữa, nếu có sự sống thì tại sao không ai quay trở lại từ đó? Lúc sinh ra là cuộc đời chấm dứt, và sau khi sinh ra, không có gì ngoài bóng tối và sự im lặng và lãng quên. Nó không đưa chúng ta đến đâu cả." "Chà, tôi không biết," đứa thứ hai nói. "Nhưng chắc chắn chúng ta sẽ gặp mẹ, và bà sẽ chăm sóc chúng ta." Đứa đầu tiên trả lời: "Mẹ? Bạn thật sự tin có mẹ à? Điều đó thật nực cười. Nếu mẹ tồn tại thì mẹ hiện ở đâu?" Đứa thứ hai nói: "Bà ở quanh chúng ta. Chúng ta được bao quanh bởi bà. Chúng ta là của bà. Chính trong mẹ mà chúng ta sống. Không có bà, thế giới này sẽ không có và không thể tồn tại." Đứa đầu tiên nói: "Chà, do tôi không nhìn thấy bà ấy, vì vậy điều hợp lý là bà ấy không hiện hữu." Đứa thứ hai trả lời: "Đôi khi, khi bạn im lặng và tập trung lắng nghe, bạn có thể cảm nhận được sự hiện diện của Ngài, và bạn có thể nghe thấy giọng nói yêu thương của Ngài đang gọi vọng tuôn từ trên cao." Có lẽ đây là một lời giải thích tốt nhất khái niệm về Thiên Chúa. Thánh Kinh cho biết, kẻ ngu dại nói trong lòng rằng không có Đức Chúa Trời, chúng nó đều thối nát, làm những điều ghê gớm. Không có ai làm điều thiện. Chúa từ trên trời nhìn xuống loài người để xem thử có ai khôn ngoan, có ai tìm kiếm Đức Chúa Trời không. Thi Thiên đoạn 14 câu 1 đến câu 2. Chúa yêu thương bạn. Amen.